Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với RTK Media. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ultraman. Và chủ đề của clip sẽ là thời kỳ cuối cùng của Ultraman mà chúng mình muốn giới thiệu tới cho các bạn, thời kỳ New Gen. Kịch bản của clip vẫn sẽ do anh Hoshino Aoi của team đảm nhiệm viết chính. Vì lượng thông tin trong clip này sẽ khá nhiều nên chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề chính luôn nhé. Trước khi đi vào những Ultraman của kỳ New Gen thì chúng ta sẽ điểm mặt một chiến binh Ultra được sinh ra giữa hai thời đại này. Sức ảnh hưởng của anh lan rộng và tràn luôn tới thời New Gen, đó là Ultraman Zero. Ngoài ra, ta cũng có thêm một anh hùng nữa cũng góp mặt vào hầu hết các truyền phiêu lưu của Zero trong thời gian này, đó là Human Rionix, Raymond. Vậy đầu tiên ta hãy xem qua Raymond là ai qua hai phần phim Ultra Galaxy Mega Monster Battle và Ultra Galaxy Mega Monster Battle Never Ending Odyssey. Đây là một series kể về rất nhiều năm sau sự kiện của Ultraman Mebius, khi mà con người đã tiến ra được tới vũ trụ. Tổ chức Zap Spacey, Zata Astromical Pioneer Spacey đã được lập ra để thám hiểm vũ trụ và tìm thêm những hành tinh mới cho con người sinh sống. Câu chuyện xoay quanh Raymond, một thanh niên bí ẩn bị mất trí nhớ với dòng máu Ray Blood trong người, giúp anh điều khiển được Kaiju. Ở season 1, Raymond nhận được hình ảnh của một người khổng lồ bị nhốt trong núi. Nghĩ rằng có thể tìm lại ký ức của mình nếu tìm được Ultraman đó, Raymond gia nhập Zap Spacey. Bước sang season 2, Raymond và Zap Spacey bị lôi vào một cuộc chiến Battle Royale giữa tất cả các alien mang dòng máu Ray Blood trong người, hòng để hồi sinh lại alien Ray Blood, một kẻ gần như bất tử và đã từng gây chiến với M78 trước cả Alien Empire. Giữa đường anh tìm thấy Ice Sluggers của Seven kèm theo một cái vision để giúp anh tìm ra cội nguồn của sự việc. Tiếp theo, Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie xảy ra không lâu sau sự kiện của Mega Monster Neo. Hành tinh M78 gặp tai họa mới do sự tẩu thoát của một Ultraman tàn ác, người từng là cộng sự của Ultra Father, cùng ông chiến đấu chống lại Emperor Army, Ultraman Belier. Belier, một Ultraman từ M78, vì khát vọng sức mạnh nên ông đã cố đánh cắp Plasma Spark, nhưng bị phát hiện và đẩy ra khỏi M78. Ở đó, Belier gặp phải linh hồn của Alien Ray Blood và trở về M78 để gây chiến nhưng thất bại và bị kinh nhốt vào ngục. Nhưng lần thứ hai Belier tuyên truyền với M78 thì ông đã giành thắng lợi, đánh cắp được Plasma Spark và đóng băng cả hành tinh. Biết được sự tình nguy hiểm, Mebius đã đi tìm Raymond để cầu xin sự giúp đỡ. Tìm Zap Spacey bị bỏ lại nhưng được sự giúp đỡ của Ultraman Dyna để đuổi theo. Trận chiến tiếp theo diễn ra trên Monster Graveyard giữa 100 con Kaiju với Dyna, Raymond và một số Ultraman còn sót lại sau khi Belier đóng băng hành tinh M78. Tuy vậy, họ không đủ mạnh để chống lại cả đạo quân Kaiju. Lúc đó, Seven gửi tín hiệu cầu cứu một Ultraman mới đã được Leo dạy bảo dưới sự giám sát của King. Ultraman đó chính là Zero, con trai của Seven. Đây là một movie mở ra một cuộc chiến lâu dài giữa Zero và Belier suốt tới tận sau này. Kể từ movie này trở đi tới tận năm 2013, Tsuburaya không làm tiếp một series phim truyền hình nào nữa mà tập trung sản xuất những movie về cuộc phiêu lưu của Zero và Zap Spacey. Tiếp theo, Ultra Galaxy Legend Gaiden Ultraman Zero vs Dark Loops Zero. Một movie gồm hai phần kể về cuộc chiến giữa những con robot Ultra Brothers Imitation và Dark Loops Zero, một bản clone máy móc của Zero ở một chiều không gian khác cùng với hai Ray và boss của Zap Spacey tới từ những chiều không gian khác nhau. Ultraman Zero The Movie Super Deciding Fight The Belier Galactic Empire. Tên gọi khác của Ultraman Zero, Revenge of Belier. Movie kể về sự trở lại của Belier và chuyến hành trình qua các vũ trụ khác, tìm gặp những đồng đội mới như Nao, Glenfire, Mirror Knight, Jinbot và công chúa Emarana. Cùng nhau, họ đi tìm Shield of Baraji, được làm bởi Ultraman Noir, một cái khiên có thể chống lại Kaiser Belier. Về sau, Zero và những đồng đội mới này được biết đến với cái tên Ultimate Force Zero. Ultraman Zero Gaiden, Killer the Beastar cũng là một movie gồm hai phần, bối cảnh sau sự kiện Revenge of Belier. Một hành tinh máy móc do Beastar tạo nên đang trên đường va vào hành tinh Buram. Nó đã bắt cóc Jinbot và công chúa Emarana, sử dụng dữ liệu của Jinbot và nhiều cỗ máy khác nhau để tạo ra một cỗ máy siêu phàm hơn bao giờ hết, đó là Jin Killer. Sau sự kiện này, Ultimate Force Zero nhận được thêm đồng đội mới và Jin Killer đổi tên thành Jin Knight. Ultraman Saga. Nghe theo tiếng gọi cầu cứu của Ultraman Dyna, Zero đi đến một trái đất nơi mà con người hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít người còn sống. Đây là nơi mà sự kiện của Ultraman Saga xảy ra. Cùng lúc đó, ở vũ trụ, nơi mà con người đã đặt chân được lên sao Hỏa, vũ trụ của Ultraman Dyna sau 15 năm kể từ những sự kiện trong series, TPC bị tấn công bởi Spheres. Nozomu Taiga, một lính mới bị bắt cóc bởi một tàu bay lạ đưa anh tới vũ trụ của Saga. Ở đó, anh được Zero cứu sống và chọn làm vật chủ của mình. Đồng thời, họ gặp được Cosmos và Musashi. Nhiệm vụ của họ là giải cứu Dyna và chống lại Alien Bat và Zetton, con Kaiju đã tàn phá hành tinh này. Ultraman Saga là bản thể hợp nhất giữa Dyna, Cosmos và Zero. Ultra Zero Fight. Đây là một series ngắn khoảng 3 phút một tập và được chia ra làm 2 phần. Phần 1 gồm 8 tập, phần 2 gồm 15 tập. Part 1, A New Power. Sau sự kiện của Saga, Zero giờ đây nhận được hai sức mạnh mới, đó là Strong Corona Zero và Luna Miracle Zero.
Hoang mang vì sức mạnh mới này, Zero lên đường đi tới Monster Graveyard để luyện tập cách sử dụng nó, đồng thời đối chọi lại 4 con kaiju mới được hồi sinh một cách bí ẩn ở trên đó. Part 2, Shining Zero. Một nhóm alien tên Darkness 5 tấn công căn cứ của Ultimate Force Zero, cố tìm cách để hồi sinh Kaiser Darkness, hay còn gọi là Ultraman Belial. Chúng thành công và Belial nhập vào xác của Zero, trở thành Zero Darkness. Hắn bắt đầu tàn sát toàn bộ team Ultimate Force Zero, nhưng cuối cùng hắn bị đánh bại bởi chính Zero sau khi anh có được sức mạnh mới, Shining Zero. Sau đó, Zero sử dụng sức mạnh của mình để quay ngược thời gian và hồi sinh đồng đội của mình. Không may thay, sức mạnh đó cũng hồi sinh lại Belial. Sau thời đại của Zero, Tsuburaya một lần nữa giới thiệu lại rất nhiều những nhân vật quan trọng cũ của mình như Ultra Brothers, hay các Ultraman có khả năng xuyên vũ trụ và những con kaiju nổi tiếng cũng như những thế lực còn tồn tại cho tới tận ngày nay. Đây là bước đệm để Tsuburaya bước vào một thời kỳ đổi mới, đó là New Generation. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu thời New Gen của Ultraman, thời đại mà Tsuburaya bắt đầu thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc của mình. Thay vì sản xuất một series dài 40 đến 50 tập với nhiều nội dung, bài học và một chuyện ngắn đan xen, thì giờ đây Tsuburaya chỉ là một series ngắn cỡ 25 tập, nhưng tập trung hết vào cốt truyện của mình. Các cảnh chiến đấu cũng đã thay đổi khác xưa, đồ biến hình cũng nhiều gimmick hơn. Đặc biệt hơn, đây là thời đại mà các Ultraman thường xuyên sử dụng các sức mạnh của các tiền bối lẫn những gương mặt kaiju tiêu biểu như Gomora, Zetom, Bamstar, Elec King hay Red King, vân vân. Ultraman Ginga, series đầu tiên của thời New Gen. Trước sự kiện của Ultraman Ginga thì Dark Spark War, một trận chiến lớn giữa tất cả các Ultraman và kaiju khắp mọi multiverse nổ ra. Giữa cuộc chiến đó, có một kẻ đã biến tất cả những ai tham gia cuộc chiến trở thành Spark Doors. Nhưng lúc đó, một chiến binh với sức mạnh đối lập đã đứng lên chống lại hắn. Nhưng hậu quả sau trận chiến là sức mạnh đó cùng với tất cả các Spark Doors đều rơi xuống trái đất. Vài năm sau, một thanh niên tên Raido Hikaru quay về quê nhà của mình. Anh gặp được Taro và tìm thấy được Ginga Spark. Với Ginga Spark, anh có thể dùng nó để trở thành Ultraman Ginga hoặc các kaiju và Ultraman khác khi sử dụng Spark Doors của họ. Cùng với Taro và những người bạn của mình, Hikaru tìm kiếm sự thật về Spark Doors, ngôi trường tiểu học và những chuyện kỳ bí xảy ra xung quanh nó. Ultraman Ginga S. 2 năm sau sự kiện Ultraman Ginga, Exceller, một alien Chubu, tấn công và đánh cắp Victorium, một loại đá quý chứa sức mạnh bí ẩn của người Victorian, một tộc người sống dưới lòng đất. Thấy được mối nguy đó, người Victorian đã cử Show lên mặt đất và trao cho anh Victory Lancer để biến hình thành Ultraman Victory, người bảo hộ của cư dân dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Hikaru trở về quê nhà và bị lôi vào cuộc chiến và trở thành thành viên của đội bảo vệ mới được thành lập lúc bấy giờ, đó là UPG, Ultra Party Guardians. Ginga và Victory sau này hợp lực cùng nhau để chống lại hiểm họa và các kế hoạch xâm chiếm của Exceller. Ultra Fight Victory, một series ngắn spin-off của Ultraman Victory, diễn ra sau sự kiện của series Ginga S. Ở series này, Japun sống lại. Lần này, hắn nhắm vào lõi Victorium để hồi sinh Emperor, nhưng bị ngăn chặn bởi Victory và các Ultraman khác. Series này cũng cho Victory một sức mạnh mới, Victory Knight và Knight Timber, được tạo ra bởi Ultraman Hikari. Ultraman X. Ở một thế giới khác, Ultraman X truy đuổi một thực thể bí ẩn tới thế hệ mặt trời. Anh đã tiêu diệt nó bằng cách ném nó vào mặt trời. Nhưng hành động đó lại gây nên một biến cố gọi là Ultra Flare. Biến cố đó đã đánh thức những con kaiju đang trong dạng Spark Doors, khởi động hàng loạt những Opart đang trú ngụ khắp toàn cầu. Khi đó, X bị hóa thành một hình dạng dữ liệu. 15 năm sau, tổ chức CEO Xeno Invasion Outcutters được thành lập để tiêu diệt kaiju. Ozora Daichi, một thành viên thuộc bộ phận nghiên cứu của CEO, mặc cho mục tiêu chính của CEO là tiêu diệt những kaiju, nhưng Daichi lại muốn xây dựng một thế giới hòa bình nơi mà con người và kaiju có thể cùng chung sống. Trong một cuộc thử nghiệm để tạo nên Cyber Gomora, thì kaiju Demega tấn công. Daichi được một sinh vật bí ẩn trong CEO Divider cứu trước khi ngọn lửa của Demega thiêu rụi. Anh cùng sinh vật đó hợp nhất thành Ultraman X. Sau này, series dần hé lộ về sự kiện Ultra Flare cũng như những thông tin về Spark Doors. Tiếp theo, ta tiến tới biên niên sử về Ultraman Odd, gồm 10 chapters, gồm 3 series, một số mẩu truyện trong tiểu thuyết và một vài movie crossover với các hậu bối và tiền bối. Đầu tiên, Ultraman Odd, The Origin Saga. Biên niên sử của Ultraman Off bắt đầu bằng Ultraman The Origin Saga, mặc dù nó được chiếu sau series Ultraman Off năm 2016. Ở hành tinh O50, Guy và Jackless Juggler, hai chiến binh quả cảm trèo lên được đỉnh Warrior's Peak. Guy nhận được sức mạnh của Ultraman Off và hóa thân thành Off Origin The First, nhưng Juggler lại không nhận được gì. Tuy vậy, họ vẫn cùng nhau làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là đi ngăn chặn Saichi và quân đoàn Belzebs của hắn với khả năng điều khiển kaiju. Trên hành trình của họ, Guy gặp được các tiền bối Dyna, Gaia, Agul và Cosmos. Series này cũng đánh dấu sự kiện Juggler nhận được sức mạnh bóng tối, đối đầu với Guy và đi theo con đường riêng của mình. Sau sự kiện này, Guy trở về O50 và nhận được hình dạng mới là Ultraman Off Origin. Ultraman Off Perfect Super Complete Works cùng các chapter 2, 3, 4, 5 của biên niên sử Ultraman Off nằm trong cuốn sách này.
mình sẽ chỉ nói sơ qua các sự kiện xảy ra trong đây. Chapter 2, Gai nhận được nhiệm vụ đi tìm 4 nguyên tố phong, thủy, hỏa, thổ được giấu khắp vũ trụ. Sau vụ tìm kiếm này, Gai nhận được Odd Caliber và Chuckler thì bị nhốt vào nhà tù vũ trụ trên hành tinh 484. Chapter 3, Chuckler vượt ngục. Trên đường, anh giải cứu một cô gái tên là Biranki, từng là một công chúa và cô đem lòng cho Chuckler. Gai đi giải quyết chuyện do Chuckler gây ra. Chuckler và Biranki bị bắt một lần nữa, nhưng vì sức mạnh của Biranki đã vượt qua giới hạn, phi thuyền chở hai người bị nổ và mất tích. Gai trở về O50 và nhận được Odd Ring, và Chuckler nhận được Dark Ring ở đâu đó trong vũ trụ. Chapter 4, Gai đến trái đất 4.000 năm trước, khoảng năm 1800 trước công nguyên, để ngăn chặn ma vương thú King Demon Beast Magatonotor, một quái thú đã thoát khỏi phong ấn của Ultramentiga. Sau trận chiến này, Gai nhận được Ultramentiga's Ultra Fusion Core, và Chuckler, kẻ đứng sau sự kiện, nhận được Magatonotor Kaiju's Core. Chapter 5, vào khoảng thế kỷ 20, Gai đi đến một quốc gia nhỏ ở Đông Âu, Rupasika Empire, và gặp được một cô gái tên Natasha. Sau một trận chiến với con Kaiju, Gai bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng sau này anh lấy lại được ký ức và hóa thân thành Ultraman Off để đánh với Mega Zetton. Giữa trận chiến, Natasha bị giết trong cuộc giao tranh. Vì quá tức giận, Gai cho nổ toàn bộ khu vực để tiêu diệt Mega Zetton. Sau sự kiện này, Gai mất đi sức mạnh của Off Origin và cả cây Off Caliber. Bù lại, anh nhận được Ultraman's Ultra Fusion Core. Chuckler cũng lại một lần nữa đứng sau các sự kiện này. Tiếp theo là series Ultraman Off ra mắt vào năm 2016. Đây là chapter 6 trong biên niên sử của Ultraman Off. Khoảng hơn 100 năm sau sự kiện của Natasha, Gai đi đến Nhật Bản, chống lại các ma vương thú do Chuckler triệu hồi và thu thập thêm các Ultra Fusion Core. Bị cuốn vào sự kiện của series là một nhóm chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên mang tên SSP, Something Search People, và một nhóm alien có toàn tính thống trị trái đất, đó là Planet Invasion Union. Ultraman Off the Movie, Lend Me the Power of Bonds. Chapter 7 và là movie crossover với X, chống lại mụ alien mang tên Murunao và sở thích thu thập Ultraman, biến họ thành pha lê để làm đồ trưng bày. Chapter 8 xảy ra sau sự kiện của movie trên. Odd, X và Zero đi chống lại Disastro, một con kaiju chỉ mới được nhắc đến trong Ultraman X The Movie Here Comes Our Ultraman. Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về sự kiện trong chapter 8 này. Ultraman Off Fight là chapter 9 và là một miniseries gồm 8 tập. Ray Batos, một Rayonix với khả năng bất tử và hồi sinh kaiju đã chết để điều khiển. Mục tiêu của hắn là sửa chữa Giga Batonizer của Belier, thứ đã bị hỏng sau sự kiện Ultra Galaxy The Movie, và tái khởi động kế hoạch sử dụng 100 kaiju để thống trị vũ trụ. Nhưng như thường lệ, các chiến binh ánh sáng của chúng ta đã ngăn chặn hắn. Ultraman Off nhận được sức mạnh mới, Off Emerium Slugger, và tiêu diệt Ray Batos. Cây Giga Batonizer bị cướp mất sau trận chiến. Chapter 10, Off trở về Warrior Speed để nhận nhiệm vụ mới. Theo sau anh là Chuckler và Biranki. Cuộc chiến của họ vẫn tiếp diễn. Tiếp theo, Ultraman Jet. Belier trở lại, và lần này hắn tàn phá từ M78 tới cả vũ trụ. Cuộc chiến này mang tên Omega Armageddon. Trong trận chiến, Hikari tạo ra Ultra Captors, chứa sức mạnh của các Ultraman đời trước với hy vọng thay đổi tình hình cuộc chiến. Trận chiến cuối cùng của hắn với các cư dân M78 nổ ra trên trái đất. Belier kích hoạt bom cho nổ cả vũ trụ. Sự kiện này được gọi là Crisis Impact, nhưng Ultraman King can thiệp và tái tạo lại vũ trụ. 19 năm sau, Asakura Riku, con trai của Belier, thức tỉnh sức mạnh của mình và hóa thân thành Ultraman Jet. Câu chuyện đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của Riku và kế hoạch tiếp theo của Belier bắt đầu từ đây. Zero cũng trở lại tham gia vào dàn nhân vật chính của series. Vật chủ của anh lần này là Raito, một ông bố công nhân văn phòng. Đây là series thứ 2 sau Ginga không hề có đội bảo vệ. Tiếp theo, Ultraman Ripper, series Ultraman cuối cùng của thời Heisei. Series xoay quanh hai anh em Isami và Kasumi. Họ chung sống với gia đình của mình, gồm em gái là Asahi và người bố. Một ngày nọ, hai người họ đi thám hiểm và bị Kaiju tấn công. Giữa vụ nổ, hai anh em nhận được Ripper Gyro và hóa thân thành Ultraman Blue và Ultraman Rosso. Nửa đầu series tập trung vào quá trình trở thành Ultraman của hai anh em, còn nửa sau thì khai thác quá khứ về sức mạnh Ultraman mà hai anh em nhận được. Series này khá đặc biệt vì nó là series đầu tiên có cả hai anh em Ultraman xuất hiện từ đầu phim, và đồng thời đặt nặng chủ đề gia đình hơn những chủ đề siêu anh hùng như các Ultraman khác. Ngoài ra, sau này cô em gái Asahi cũng hóa thân thành Ultra Woman Grigio trong movie Ultraman Ripper The Movie Select The Crystal of Bond năm 2019. The Blue Eye Girl Whose Name is Grey là một mẫu tiểu thuyết trong tuyển tập Ultraman Ripper Super Complete Works, kể về ba anh em mồ côi Rosso, Blue và Grigio, xoay quanh quá khứ lâm sát nhân của họ, sự nghi ngờ về cuộc đời giết chóc mà họ chọn, cũng như con đường của họ sau khi nhận được sức mạnh từ O50. Đồng thời, nó cũng kể về những đau thương, mất mát mà cô em gái đã phải trải qua trước khi tới sự kiện của series. Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu hết lịch sử của Ultraman nói chung, cũng như thời kỳ New Gen nói riêng. Tuy nhiên, kỳ Heisei của Ultraman vẫn chưa thực sự kết thúc.
vì vào cuối tháng 9 này, chúng ta sẽ có Ultra Galaxy Fight New Heroes Generation. Những sự kiện trong phim có thể sẽ khép lại hoàn toàn kỷ Heisei và dẫn chúng ta tới với thời đại Reiwa cùng series mới Ultraman Taiga, con trai của Ultraman Taro. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip của nhóm. Đừng quên để lại like nếu bạn thích video này, cũng như để lại những bình luận của bạn về thời kỳ New Gen của Ultraman. Và nhớ nhấn vào nút subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất để chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!